Dạ, hôm nay là cho mấy đứa nhỏ nó vẽ mấy cái hình lên cái trứng. Đứa nào thích vẽ cái gì thì vẽ lên cái trứng. Tự mấy đứa nhỏ nó suy nghĩ. Rồi, cái này cũng là truyền thống của lễ phục sinh. Từ má mà đi đã. Là cả nhà sẽ ngồi chung với nhau, sáng tác những tuyệt phẩm vẽ lên trứng. Đó đi, truyền thống của lễ phục sinh của Thị Điển á. Rồi đó, mấy cái cọ để vẽ, còn mấy cái màu ngày phải xong. Có bắt để phải có bắt để cái này là cho cái này rồi này là thi rồi lấy bắt rồi quá nha em dễ đẹp lắm ra cho con rồi dễ lắm con vậy cho em đây con nhường lại cho em con lớn con nhường cho em ok cái này là chỉ to thôi đâu có dễ gì chậm đâu rồi hai đứa rồi cái phim này ok con tụi em kết thúc cái phim lễ trang trí lễ phục sinh của Thị Điển như thế nào nha. Vô cho con vẽ. Rồi, nó mài với xăm xăm vẽ chung nha. Rồi, hôm nay xin mời mọi người xem một cái clip nghệ thuật. Rồi, má mài với xăm xăm này, hai mẹ con mình mấy bé sẽ tập làm họa sĩ, đầu tiên là vẽ lên trứng nè, vẽ cho đẹp nha. Giờ vẽ cái bông như cái nhĩ mà à, của con giờ vẽ cái tên nè, giờ má mài cái tên ở đây hơi dữ dằn không, không cho má mài vẽ chung, nói cái này là của Sấm Sấm mà không được vẽ phải không. Giờ má mài vẽ cái cây nha. Cái cây thì màu nâu, cái thân cây màu nâu, ok. Ok, men jag målar bladen så länge. Det är lämpligt att bara ge det som man. Giấy nè, chùi cái đầu nữa đúng không? Cái đầu để ra hộp cái giấy chùi cái đầu nó xăm xăm vậy phải chưa? À, mấy trứng này là mấy trứng đã lấy trứng ra sẵn để khô ráo để cho mấy em vẽ. Vẽ xong rồi có thưởng nha. Thưởng kem với chip. Không. Từ. Múa đã xong là mắm làm vậy nè. Làm mà lấy cái trứng. Trứng. Con nó bắt rồi. Rồi xong rồi nó dính chữ gì bảo gì? Hả? Cứ muốn chờ nha. Dốt thì vậy đó.
trứng này của cameraman rẻ nè. YouTuber Victoria. Mama vẽ xanh xanh nha. Rồi ở đây toàn là họa sĩ nổi tiếng không á nha. Để dành mấy trứng đi đi, 10 năm sau bán á là 1 triệu đô một cái đó nha. Đừng đừng giỡn. Cháy hàng luôn á. Mà nó ra đi. Giống như là chuyên nghiệp á nha. Ừ. Màu gì vậy? Màu xâm. Hem, mom, em màu xâm nước biển. Mom ha, mom, mom ha. À ha, trời ơi, chỉ má mà nó kìa ghê không dữ dằn. Má mà chắc trong trường học cũng dễ nhiều lắm nè, sống sống chứ quên. Ừ. Má mà vậy cái gì mà nó ra màu gì vậy? Trời ơi, má không có lấy em nước. Có nước mà không, má mà lấy cái này má mà tô đi, má mà tô màu cho đẹp. Má mà tô màu. Đó, sống sống hay không? Wow, sống sống giỏi không? Má sống sống đẹp quá ta. Trời sao cháu cầm cọt chú mới nha. Nhà này bông có sẵn cái tô màu thôi, tại vì em mới lớp 1 mà em tập tô màu. Đi về đi không buồn nữa thiếu. Dễ xong ha, đem qua chợ bán nha. Bán đấu giá. Thôi, bán trên mạng đi, bán trên YouTube cho bán đấu giá. Người nào trả tiền, người nào trả tiền nhiều nhất thì người đó mua được. Ai ra giá cao nhất? Người giá đó nào? Chung quá đến hồi. Wow, sấm sấm dễ màu tím đẹp quá ta. Sấm sấm giỏi quá, giỏi quá mà. Con hơn cha mẹ là có phúc ha. Nó sấm sấm xài sườn dễ rồi. Đó, mấy cái này chủ yếu để cho mấy em nhỏ vui, ngồi chung với nhau mà dễ. Gia đình đồng ấm, hạnh phúc.